Thế con mới vứt con này con đấy đâu rồi? Nó chết queo rồi. Chứ con thỏ dưới đấy đâu rồi? Bỏ sọt rác rồi. Ngồi thế sao? Sao sáng chị vẫn đây nó ăn mà? Nhưng mà lúc mẹ về mẹ phải dẫn nó đi tiêm vắc xin chứ. Còn nó yếu lắm. Sáng ngủ chưa chị đi rồi em ngủ chưa chị. Cái em thấy nó nằm quẹo quẹo nó ngủ rồi. Sao mày vứt được giật ra mà phải đem đi chôn chứ? Chôn đâu, chỗ đâu chôn. Con hai con, dăm hai con đi khóc đi con. Cái con này nó ăn tối hại luôn rồi. Còn cái này nó xỉu. Con nhìn kìa, cô Trang mua ba cái bông rồi. Nhưng mà con kia con yêu nó lắm. Thôi. Thế bây giờ phải làm sao? Bây giờ em mất rồi mẹ biết làm sao bây giờ? Đấy sáng nay mẹ nhiều việc Kiến ơi. Thôi mày chưa. Thôi chưa, con mẹ hôm ngay từ lúc đầu. Thôi nín nào. Ngay từ lúc đầu mẹ chả nói với con là nuôi em thỏ rất là khó mà. Nhưng mà hôm qua lẽ em nói như mẹ như kia thì mẹ vui. Mẹ đưa nó lại đi với sân. Rồi mẹ không đưa nó lại đi với sân. Con ra mẹ đi. Mẹ đưa nó mẹ không đưa. Tại vì mẹ chưa tìm tiêm là tiêm mà lúc nó mới đẻ ra. Tiêm phải tiêm lúc mới đẻ ra giống như lúc mà con còn nhỏ mình tiêm vaccine cho con thì con mới không bị uốn ván, con mới không bị ho gà, không bị sốt. Cái người bán người ta không có tiêm. Cái người bán người ta không có tiêm mà bây giờ mày tìm trên mạng, con sượt Google mà xem làm gì có chỗ nào tiêm vaccine thỏ. Có. Ngay nhà mình cũng có mà. Ở đâu? Bây giờ nó chết rồi sao đưa nó đi được. Có tiêm vaccine thỏ đâu, mày tìm không chỗ. Ở đâu? Mình đi thẳng đi chỗ đi nhập đi thẳng vài vài phút cái tới nơi rồi. Chỗ thú vị hả? Thôi nào. Con mà khóc quá là hai em suy sụp á. Nào ngoan nào. Thôi mẹ thương. Nào đi. Rồi đi nào đi. Đi nào. Thôi con mẹ ngoan con mẹ. Thôi. Mai mua con khác được không? Nhưng mà ngày mai hôm nay con mới đi đường nó về có thấy người ta bán nữa đâu. Hay là mình nuôi hai em thôi. Con muốn nuôi mẹ kia nữa. Lại mẹ nghe con thương mẹ hơn. Thế bây giờ như thế nào? Thôi thương quá thương. Thôi mẹ xin. Thôi bình tĩnh nào. Thôi bình tĩnh, mẹ thương lắm, mẹ thương con lắm. Thôi bây giờ mai mẹ mua con khác nhé. Được không? Mai mua con khác được không? Mẹ kêu mẹ mình mua con khác nhé. Được không? Mẹ kêu mẹ mình mua con khác nhé. Dậy cái gì? Mẹ chết rồi mẹ làm sao? Thôi.
chưa, mày chưa, mày chưa. Mình thương lắm, nhưng mà vấn đề bây giờ thật sự là chết rồi. Để sao em có giữ nó lại rồi mình đi. Hôm nay nhá, mình đi tìm nước thì mình đi tìm chỗ đó cho nó. Thì lỡ rồi, em mà không đủ duyên làm em của mình, em đi về với Phật rồi. Em không muốn làm gì Phật đó. Trời ơi, em phải đầu thai đi làm kiếp mới. Đấy chưa, mày đã nói với con rồi là mình... Nhưng mà con thích em đó lắm. Bây giờ mình kêu mẹ Minh mua cho một em màu xám đấy nha. Được không? Nhưng mà dù ra bây giờ mình đi ra đó nó cũng chết rồi. Có con nào nữa đâu. Mình mua một con xám khác được không? Nhưng mà nó không có màu. Bởi vì con với con kia nó đáng yêu hơn nhiều. Đáng yêu hơn nhiều thì mẹ biết rồi, bây giờ em lỡ mất rồi mẹ biết làm thế nào. Trời ơi, mẹ yêu này. Mẹ yêu con, mẹ yêu con, mẹ thương con, mẹ thương con. Mẹ yêu, mẹ thương, mẹ thương em, mẹ thương em. Con mẹ yêu em. Mẹ thương em, mẹ thương con, mẹ thương. Lỡ rồi, lỡ ra thôi, lỡ ra. Tới đây mẹ, đây mẹ ôm, mẹ ôm, mẹ ôm. Em xin lỗi. Tại vì ngay lúc mua về em đã yếu hơn, mấy em còn lại có nhìn em này ăn ngủ mạnh không? Đấy không? Tại vì bé mẹ thấy dạo này nó ăn yếu, thì mẹ cho nó đi tiêm vắc xin. Thường thường con nào nó cũng tiêm vắc xin, xin sau cũng được mà. Thế này mẹ sai, mẹ xin lỗi, mẹ nhận sai vì mẹ. Con tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ thương con, mẹ thương con. Để mẹ đi mua một con khác đi. Để mình đi mua một em khác nhé. Thôi để chiều mai, chiều mốt mẹ đi xe máy của mẹ chờ con mua một em khác được không? Con làm bây giờ đi được không mẹ? Vừa con đi về con thấy chưa cô bán không? Dạ cũng có mà mẹ. Để mẹ gọi cho mẹ Minh mua giùm. Alo. Chết em thỏ rồi. Bà nhòm, bà đi ra bà nhòm cái đối diện cho nhà bà nó quán cái con thỏ màu xám không? Con thỏ màu xám ấy chị. Trời ơi, nó mê con xám. Đây này, bà bây giờ bà cây chú ba sẽ ngang cái chỗ đối diện chung với chị ấy. Chị nhớ không? Đối diện Việt Công Banh. Cái con màu xám này là em sẽ gửi hình cho chị. Chị xem trên Zalo chính của em có một con màu xám. Rồi, để chị xem. Thôi đi tắm bụi đi. Mẹ chuyển mai Khôi gửi hình cho mẹ. Ôi dồi, mẹ thấy rồi. Mà mẹ đã nói với con rồi, các em yếu mà. Thì con lúc đầu con đã kêu mẹ mới mua. Thì ngày tiếp theo con thấy bé không ăn dần dần. Thì con đã kêu mẹ đi tìm, mẹ có chịu đâu mà. Hôm đó mẹ lại rảnh quá mà mẹ lại không đưa nó đi. Mẹ làm gì mẹ rảnh mới đi Hà Nội mà. Lúc con mới mua về ngày tiếp theo nó rỡ. Dần dần nó không ăn tiếp rồi mà hôm đó mẹ đang... Tại lúc mà lúc đó nó cũng đã... Nó cũng đã chết đâu. Mà hôm đó mẹ lại rảnh, mẹ đâu có đi đâu. Mà mẹ không mua cho nó. Mẹ đâu có mua cho nó. Mẹ đâu có đi cho nó đâu. Con đừng ôm nhiều, ôm nhiều em bị yếu. Tại do là con thích bé. Con thích còn bé lắm. Em sợ mày đúng không? Dạ.
Thôi, chị chết. Mẹ kêu nó nhẹ nhẹ thì mẹ cũng phải như mẹ. Lúc đầu mẹ bảo là nó yếu, thì sao lúc đó mẹ không góp là nó yếu, nó dễ yếu lắm mà mình bế nó lên mẹ không nói. Làm con tưởng nó vậy rồi con bế hết trời. Ôi, chị làm ơn chị kêu chú ba chạy qua đối diện cái chung cư nhà chị đấy, mua một con sám cho em chết đến nơi khóc quá trời này. Hôm trước em mua 178 một con đấy nha chị, mua giùm em một con sám sám, mấy con này sắp chết đến nơi rồi. Kêu là cái mua con khỏe vô chị gửi cho chú ba đi, bảo là cái con sám không chịu yếu qua nó chết rồi. Mẹ kêu mẹ gì cô, mẹ mình mua cho. Gọi đi, tự gọi nó đi. Bánh xót này là ma cà rồng dọa các bạn. Con biết ngay là nó sẽ chết rồi. Không sao đấy, con mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Nha. Để mẹ nhờ chú ba, mẹ chạy ra mẹ xem có là nó khỏe thì mẹ mua, và sáng mai mình đi mua cho con chọn. Sáng mai là không có một con nào, chỉ có vào buổi chiều thôi. À, buổi chiều con đi bán đi. Bây giờ mình đi tắm gội đi, thương quá rồi, biết rồi thương lắm rồi, yêu lắm rồi, thôi biết rồi, rồi mình biết rồi nhá. Thôi đi tắm gội đi rồi ra chơi với em nhá. Đây có nhìn hai em mày ăn quá trời ăn luôn, em thấy không? Và tự nhiên dạo này em này nó cũng không ăn nữa rồi kìa, con bỏ cô chân bỏ luôn. Là em ăn nhiều rồi. Em ăn một trái đó. Thôi đi nha. Mà sao nó chết rồi không báo chị vậy? Đi tắm nào. Đi. Mai mua em khác. Đi. Tắm. Ôi giời, thôi. Mai mua em khác. Bây giờ tí nữa chú ba đi mua rồi mẹ gọi chú Can xuống chở mày đi xe máy mình tìm. Tắm ơi đi. Nha. Mẹ biết rồi, mẹ biết con đau lòng lắm. Mẹ biết rồi con gái yêu. Thôi mẹ thương nào. Em mất thì cũng mất rồi. Mẹ thương để mình kinh nghiệm. Lần sau mình em mình đừng nặng em nhiều quá, con biết không? Mẹ biết con đau lòng lắm. Mẹ xin. Ngay từ ban đầu nuôi mẹ nói với con rồi, em Thảo rất là khó nuôi đúng không? Nhưng mà mẹ đã có nói trước mà là có bé nó nhiều lắm. Mẹ xin lỗi vì cái bất cẩn của mẹ không dặn kỹ, mẹ xin lỗi con. Thôi mẹ yêu, mẹ rất thương con.
con khóc mày đau lòng mày khóc theo đấy. Đừng khóc nữa mẹ tưởng. Nhá. Chú yêu lắm cả nhà. Em cứ tình cảm lắm. Mẹ thương. Mẹ thương con nhiều nhất cuộc đời. Con đừng khóc sốt đấy. Sốt rồi đi mẹ. Thôi mẹ thương. Nhá. Mẹ thương con lắm. Con tắm xong bây giờ này. Sấy tóc đi con nằm im như vậy mẹ buồn lắm. Mẹ thương. Con biết mẹ buồn lắm không? Bây giờ này. Bây giờ con đi. Mẹ để mẹ. Mẹ kêu chú ba đi mua cho con thỏ nhé. Bây giờ mẹ chết thêm đi mẹ. Ôi trời, yêu lắm. Mẹ yêu em. Mẹ yêu con nhất cuộc đời của mẹ. Mẹ thương con nhất cuộc đời của con là tất cả với mẹ. Đấy con biết không? Dạ. Ok, ra xây tóc đi. Ra xây tóc rồi. Mình phải ngủ. Con này em bị quá. Mẹ biết rồi. Thương lắm nhé. Bây giờ xây tóc đi. Mẹ thương. Để gọi chú ba mẹ mình mua con thỏ khác cho con. Ok. Mẹ thương lắm, mẹ yêu con lắm nhé. Viết tan à? Viết tan nữa. Con được không đủ răng không? Mấy cô trang dùng cái kéo cắt ra. Mấy cô cái kéo nhá. Thì thường thường bé quậy lắm. Con cũng có được nó nữa đâu. Con chỉ có biết bò sữa nó mới ngoan thôi. Nem ngon không con? Ngon không? Kiểu có ăn bò sữa bé trắng đi lúc nào ở đó nó cũng ngoan. Nó không có chạy thăng chăng gì hết tốt. Rồi nó ngoan lắm nhưng mà nó chết rồi. Hai bé đó thì hay cà tính bạn khác cũng không. Mấy bạn kiểu được nó mà mạnh chút là nó cào đau lắm nè. Hôm trước con bé vàng nó cào tay con đó. Được có bé bò sữa nó ngang luôn. Mà mẹ ơi. Ôi. Thế nữa, mẹ cho con xin chú được không? Làm gì? Con muốn gì? Con thèm chú. Thèm chuối á? Trứng. Trứng á? Con ăn trứng á? Con nấu được không mà? Con chiên á. Mình chiên lỡ cái này rồi mai chiên được không? Dạ. Mình không nên lãng phí nữa, hiểu không? Dạ. Hôm nay con chiên một quả thôi cho ngon, con thèm. Ừ. Cô Trang ơi, làm lấy cái ấy lên cho em mà chiên một quả trứng đi Trang. Con ăn có ớt à? Thường con chiên trứng. Hôm trước chiên con cũng chiên có vài miếng là con ăn hết hả? Ừ, ok. Ôi mà mẹ ơi. Mẹ nghe. Tại sao mình bế thỏ nhà nó chết? Tại vì ở bụng em thỏ là những cái điểm huyệt. Con hiểu đó, không? Đó, con bế chứ mong bé nào. Tại sao nó có thể chết được? Hình như là do bôn á. Bạn cứ để nó trên tay ngay cái giữa cái bụng của nó hoài à. Để nó chết rồi đó. Bôn để nó trên tay mà nó. Mà bôn sao? Bôn đã để ngay cái đồ để chá lên tay để cho đỡ đau với lại nó cho không chết. Mà bôn không đeo. Bôn cứ nói là không sao. Xong rồi cuối cùng tại bôn mẹ con nó chết rồi đó. Không phải tại bôn đâu. Ngay từ lúc mua về là cái cô bán hàng đã nói là em này yếu nhất rồi. Thôi con ngồi ăn cơm đi. Con nghe chiên cho đỡ buồn thôi. Con cho chiên cho đỡ buồn thôi à? Ý thôi đừng rồi. Đây ra. Ủa, cô bé Ngàn đâu có nói câu đó đâu, con nghe rõ mà. Con không nghe cô ấy nói gì luôn. Giờ ăn đâu, giờ ăn đâu. Được, lấy tôi chưa? Niềm vui nè. Này, rồi. Sao nước mắt quá. Ăn.
Để đi, để đi luôn nữa. Rồi. Được rồi. Chưa tôi sẽ làm thế nào. Mà đưa cho con cái đũa. Con gạt đi, con gạt từ trên cái bát xuống, gạt trên cái bát. Cái bàn này. Nó chưa tìm xong nữa mà. Không phải, tại vì là cái chảo nó lớn quá. Nhìn không? Ừ. Con quanh cho mẹ nha. Con nghe cô bán hàng không hả? Nó con đó là con nhỏ. Cô có nghe con đâu. Con nem ngon không? Dạ ngon. Nem này nem của cô Huyền đó. Bếp Huyền. Nhà Huyền. Ủa cô Huyền người. Cái cô Huyền mà bán cảm thấy em ở gà cho mình đấy. Con bỏ qua Huyền để học thêm cho con. Ừ, nhưng mà nem ngon cái này. Cái vỏ ngon dã man đúng không? Bớt buồn thì con nha. Dạ. Con ăn xong con muốn xuống vui chơi chơi không hay lên nhà món? Hồi nãy mẹ con ngồi nửa ngoài cửa kính. Nãy thấy là con Mon ngồi đợi không thấy Mon đâu hết tốt. Chắc là cho Mon nhập thêm này. Thôi để mai thứ bảy đến nhà Mon chơi sao? Không, Mon có về rồi, chắc là Mon lên nhà chơi trước, chắc là vậy. Chứ thường thường thứ sáu Mon rảnh lắm nè, không có làm gì hết. Tháng 1. Thế tí nữa con xuống với nhà Mon chơi nhé. Dạ, nhưng mà mẹ ơi, hôm nay bài tập vẫn phải là để cho cô Huyền dạy hết rồi. Cái góc đó là cái bài nhiều bài con không biết có quá nhiều, có khi là nguyên giống như là con kỳ đúng. Biết một mặt thôi, biết một mặt môn toán. Còn tiếng Việt là con bỏ hết, con không biết. Câu đó có quá khó. Thì mai cô Huyền lại dạy kèm con. Dạ. Con chịu khó nha. Dạ. Con đừng quá buồn quá nha. Con hiểu không? Em dạ. Mất thì mất rồi. Em sẽ đi về với Đức Phật để Đức Phật dẫn lên bầu trời chơi nữa. Em đợi chứ bầu. Nhưng mà chết thì tí như con lên tiên đàn có gặp lại em không mà. Chưa biết là có gặp lại không, vì có thể lúc em đầu thai đi làm một con thỏ đáng yêu khác thì sao? Lỡ như mà con phải xuống dưới ác quỷ thì sao ta? Làm sao con phải xuống ác quỷ, con là một cô bé đáng yêu thông minh mà. Nè mẹ ơi. Mẹ nghe. Con cá thần bơi là con cá gì vậy mà? Con cá hình gì? Con cá thần bơi. Con cá thần bơi mà, để mẹ đi tìm hiểu nhé, mẹ cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Bị ông trời công mấy cái miệng rồi. Ngon không? Còn đến nem nhà này ngon không? Ngon. Để mai mẹ order thêm 4 chiếc về nha. Nè. Mẹ nghe. Con cá thờ bơn bị ông trời cho mấy cái miệng rồi. Để biết sao không? Không. Cá thờ bơn nó hay can tụy lắm. Ừ. Sống ghen tị là không được. Nó nói là ai cũng có cá mời có lên ti bơn. Trong một con cá thờ bơn nó là ai có ai đang đứng đầu cái tâm đó, tất cả mọi người đều đồng thanh nói là cá mòi. Tôi bảo là và bạn con cá thờ bơm bảo là còn lâu đi nhé. Con đi đấy, tiếp ngay. Con phải chịu khó ăn rau nha. Tính chịu khó ngoan vô. Mai cô Hằng bảo mẫu khen Kiến ăn ngoan lắm, bảo là Kiến dạy cực kỳ ngoan. Cô Hằng phải rất do mất thở không mới khóc nhiều quên nữa. Ừ thôi, chịu khó lên con yêu. Nó thương thù lắm mong. Được. Ừ.